Xin kính chào quý vị và các bạn. Do chịu ảnh hưởng của giải hội tụ nhiệt đới có trục ở khoảng 13 đến 15 độ vĩ Bắc, kết hợp với rìa tây nam áp cao cận nhiệt đới, nên thời tiết ở các nơi trong tỉnh phổ biến có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to và dông, nên nhiệt độ các nơi dao động trong ngưỡng từ 29 đến 31 độ, độ ẩm từ 80 đến 90%. Đêm nay và ngày mai, khu vực tỉnh chịu ảnh hưởng của rìa bắc giải hội tụ nhiệt đới nối với áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão, tiếp tục có xu hướng nâng trục lên phía bắc, nên thời tiết các nơi vẫn có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Thưa quý vị, để đảm bảo giao thông và tránh rủi ro tại khu vực sông suối ngầm tràn trong những ngày mưa nhiều, người dân cần cẩn trọng, không chủ quan và không cố tình vượt qua suối ngầm tràn khi quan sát thấy có hiện tượng nước đang dâng cao. Chính quyền địa phương, đơn vị quản lý cần lắp đặt hệ thống biển báo, cọc tiêu, xác định mực nước dâng, đồng thời tăng cường tuần tra để cảnh báo, hướng dẫn người dân và phương tiện qua lại các ngầm tràn, đoạn đường bị ngập sâu, sạt lở để đảm bảo an toàn. Còn bây giờ, bản tin sẽ được tiếp tục với thông tin thời tiết ba vùng trong tỉnh trong đêm nay và ngày mai. Vùng đồi núi phía Tây, đêm và sáng sớm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, ngày nắng gián đoạn, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 33 độ. Vùng đồi Trung Du, đêm và sáng sớm có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng gián đoạn, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 32 độ. Và vùng đồng bằng, đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng gián đoạn, gió nhẹ, nhiệt độ dao động trong ngưỡng từ 27 đến 33 độ. Cuối bản tin như thường lệ là phần dự báo thời tiết các vùng trong tỉnh 3 ngày tới.